và xin mời em nhận phần quà từ ban tổ chức. Các bạn nhớ theo hướng dẫn đây là gì? Đặc biệt là ở địa hình này của chúng ta, đường khi mà giao nhau thì không có bằng phía, chúng ta phải lưu ý nhiều đường như thế nào là cười phát nào với bạn. Video của bọn mày ta có quay ấy, để tí tao kêu công dung gửi. Dung. Công an, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đến khu vực ba ngã tư mà đang có tín hiệu đèn đỏ thì người điều khiển được đi trong trường hợp nào? A được rẽ phải, B chỉ được rẽ khi nơi đó có tín hiệu được phép rẽ, C có hiệu lệnh được phép vượt của người điều khiển giao thông, D B và C. Nào có một bạn nào? Còn chưa nghe rõ. Cô ơi, bạn này cô ơi. Nào có mời bạn làm. Sao bạn làm thì rất người ta. Em thương cô là em chọn là D. Cảm ơn em. Đó là một đáp án chính xác. Xin mời em nhận được quà của ban tổ chức. Hả? Bây giờ là hết thời gian. Hello. Mình sắp chết rồi. Mời cô Huyền Đoàn sẽ đến chương trình.